chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Linh đang đứng ở Le Colan ở Đan Mạch. Và bây giờ Linh sẽ giới thiệu một cách gọi là sơ bộ, một cách chung chung về cái Le Colan này. Và sau đó thì tất nhiên là sẽ có những cái clip khác nhau để Linh giới thiệu cho mọi người về những chi tiết ở cái khu vực Le Colan, thế giới của trẻ thơ và cả người lớn luôn. Và những cái khu giống như chơi nè, rồi những cái khu Madura Dam, nghĩa là cái khu mô hình về cái từng khu vực, giống như là từng cái khu vực của đất nước khác nhau, những cái đặc trưng của đất nước khác nhau. Cái khu này á, cái nhà là ở gần sân bay á, ồn lắm. Thì Linh nói lại một lần nữa là Linh sẽ giới thiệu về những cái khu vui chơi trong cái Le Colan này. Và sau đó là Madura Dam, là những cái mô hình, những cái ngôi nhà, những ngôi những cái đất nước người ta làm bằng Lego á cả nhà. Bây giờ mọi người theo dõi cái clip của Linh nhé. Mình sẽ coi sơ bộ một tí về Le Colan rồi sau đó mình sẽ đi tiếp. Nhìn đây là biết ở Pháp rồi. Tụi nó nhảy để lên nhạc, lên đèn. Đây thì ở đây là tượng trưng của Đài Loan. Hèn chi nãy giờ cứ nghe nhạc hoài. Ý sao nãy giờ mình chưa thấy Việt Nam nha. Đây là New York. Cái khu vực này Linh sẽ giới thiệu từng chi tiết sau nha cả nhà. Mình không hiểu sao người ta đọc xong rồi người ta cứ đứng đó hoài. Đúng là trẻ trâu thì ở tuổi nào cũng có. Lớn tầm ngọng vậy đó, đứng quậy. Khu vực này thì nhà hiện đại vì trên nhà có lắp những cái kính gọi là kính mặt trời 5D.
năng lượng mặt trời. Và có một cái bảng năng lượng mặt trời đang thu năng lượng và quay vòng vòng đây. Lại có một đoàn xe đạp. Linh chưa có biết là vì sao cái đoàn xe đạp hai ba lần Linh thấy thì toàn là lê khô màu vàng thôi. Wow, nhìn đây. Oh, đẹp quá, đẹp kinh khủng. Đây là cái sân bay lớn thứ hai ở Đan Mạch. Mô hình sân bay lớn thứ hai chứ không phải là sân bay lớn thứ hai thật nha cả nhà. Mình đã đi rất là mệt ở cái khu nơi cô nhỏ rồi, thì bây giờ mình đi ra phía ngoài.
ở ngoài cũng có một số Lego thu nhỏ, mô hình Lego thu nhỏ như là cái nhà máy này. Mọi người thì họ để rất là chi tiết cái mà nhà máy nè, có bồn chứa không biết chứa cái gì, có thể làm điện hoặc có thể làm bia hoặc là cái gì đó thì mình không biết. Nhưng mà mọi người thấy đi, phía bên trong cái rồng rọc nó đang chạy vận hành giống như là sự thật ở ngoài đời. Thôi thì mình đi tiếp để mình đi đến cái chỗ khác nha cả nhà. Phía xa xa đây, Linh đang tiến gần tới một cái chỗ. Chờ chút xíu nhé, tại có người Linh không quay cận mặt được. Thì đây là cái Lidl, một trong những cái chuỗi siêu thị lớn của Đức. Và họ xây một cái nhà máy và cả cái cửa hàng cho mọi người xem ở đây nè. Nói nhiều quá nãy giờ thăng tiến được cả nhà. Còn phía bên đây là mấy cái nhà gì thì mình không có chú ý lắm, tại vì thật sự ra cũng mệt rồi cả nhà. Xa xa thì có người đứng để cho trẻ em nó tới nó chụp hình, nhưng mà chắc nó cũng mệt rồi, không ai vào chụp hình với lại cái cô này cả. Để lại mình quay cái cô này cho mọi người xem nhé. Đây, cổ đứng ở đây thì cổ cũng ngại khi mà mình đưa cái ống kính tới thì cổ quay đi chỗ khác, cho nên mình cũng ngại, mình không quay trực tiếp cổ, mình quay cho ông đi du lịch này. Bây giờ thì gia đình Linh tiến tới, thật ra chỉ có một mình Linh thôi, thì Linh tới cái chỗ khu mua bán, không phải mua mà cái khu bán đồ chơi Lego cái nhà. Thì đi với con nít mà chắc chắn là phải vào cái khu này để coi rồi, thì nó nằm ở phía đây một chút. Linh có hẹn với gia đình của Linh thì Linh sẽ vào đây, Linh coi mấy cái đồ chơi Lego và Linh quay cho cả nhà xem. Đi như vậy là hết cả ngày rồi đó cả nhà, chơi chưa có đã luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, chúc cả nhà một ngày thật vui, nhớ like subscribe cho Linh nhé, bye bye.